Dạ, con giái tổ nghề tổ nghiệp nay phù hộ cho con giật thiệt là nhiều đồ để con có tiền có bạc để xài những ngày Tết. Trời ơi, tại sao đối xử với tôi như vậy? Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi. Ông Tú ơi. Ông Tú. Bạn ơi. Cái gì? Bạn, lên đây tôi hỏi bạn một chuyện ơi. Lẹ đi. Này, bộ đó khi dễ ăn cướp gì vậy trời? Lẹ đi. Cái gì? Ủa? Bộ bạn không thấy gì chân hả? Cái gì? Tôi mới giật đồ của bạn á. Rồi sao? Vì sao bạn không la? Có đáng giá gì để tôi la? Này không đau bằng người yêu đi lấy thằng bạn thân đâu bạn à. Thôi đi. Cái chuyện đó cũng không sao đâu. Cái đó là tốt cho bạn đó. Bạn thử bạn nghĩ đi, ví dụ như nó không lấy thằng bạn của bạn đúng không, thì sau này nó cũng sẽ cặp thằng khác, cũng cắm bạn nhiều cái sừng nữa, cái đó bạn càng vui chứ sao bạn buồn. Nhưng mà đau hơn một cái là nó mời tôi đám cưới kìa bạn. Thì mình đi mình chúc phúc nó chứ có gì đâu. Chúc phúc thì phải chúc phúc rồi, nhưng mà đau một cái mà bây giờ tôi không có tiền để tôi đi nè. Ơi, hình như tôi còn đây 500 nè. Nè, cái này là tôi cho bạn để bạn đi đám cưới á. Rồi điện thoại này tôi trả cho bạn. Rồi cố gắng mạnh mẽ lên nha bạn. Cố gắng lên, tôi tin bạn làm được. Vui lên. Dạ, con hứa với tổ nghề tổ nghiệp là từ đây về sau con bỏ nghề con không làm nữa.